tham khảo những cái táp be ở cửa hàng em hàng mới về nhá. Dạ vâng, những cái băng này thì là ông chủ đã thu sẵn để tặng cho anh em. Vâng, đây là ông chủ đấy ạ. Vâng. Ông chủ lúc nào cũng là sẵn sàng thu để tặng cho anh em. Mỗi một cái táp be như này là một cái băng. Có nhiều lúc nó hơi bị một chút trục trặc thì anh em hoan hỉ nhá. Dạ vâng. Những cái băng này rất là hay ạ. Vâng, hôm nay mời cả nhà tham khảo cho em những cái mẫu mới về ạ. Táp be nhá. Có thông số của nó chiều cao là 14 lăm, và cái chiều sâu của nó thì nó sâu nó dài, và em tính cả ra cái mép này là tầm 35. Vâng ạ. Riêng cái con ở dưới này là con tách GG 50, con này thì là 17 17 rưỡi. Nó chiều cao của nó rất là dày. Vâng ạ, cả nhà tham khảo này. Vâng ạ, và con cái con C3 này cũng mới về cũng tầm 14 lăm, và cái chiều dài này, chiều sâu của chiều dài của ba con này là 44 lăm. Vâng ạ. Thế còn cái con này thì nó là 48. Vâng ạ. Cái con này nó còn nguyên bụi phấn luôn. Vâng, em vẫn chưa vệ sinh và vẫn chưa lau gì cho bạn ấy cả. Cả nhà hoan hỉ nhá. Dạ vâng ạ.